Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay một ngày nắng thật đẹp, em đi hết cả cái đất Nam Định. Đó, hai nhà, ba nhà. Và hôm nay cái này là cái thứ tư. Em đang có mặt tại Vụ Bản, Nam Định thăm và review cho quý vị khán giả và các bạn một cái mẫu nhà vườn. Đó, mẫu nhà vườn ngay đầu xóm. Ngay đầu xóm là cái mẫu nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian 2 tầng mái. Công trình thì đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các bác thợ xây ở dưới quê Nam Định rất là khan. Và các bác làm đang đi chạy xô. Trong cái chương trình chia sẻ thì em cũng xin chia sẻ để quý vị khán giả và các bạn có nhiều tham khảo, nhiều cái mẫu thực tế. Và bạn nào ở Nam Định hoặc ở bất kỳ nơi đâu trên Tổ quốc, các bạn yêu những cái mẫu nhà vườn, những cái mẫu nhà ở nông thôn, phù hợp với nông thôn, phù hợp với mảnh đất nhà mình, các bạn gọi điện số điện thoại trên màn hình. Em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Và với những cái mẫu nhà này, bạn nào có nhu cầu tư vấn hoặc là tìm hiểu thêm về những cái bản vẽ có sẵn, bạn có thể gọi điện cho em. Em xin chia sẻ. Và trong cái clip này, các bạn hãy cho em xin một nút like, một nút chia sẻ clip để nhiều bạn khán giả đang chuẩn bị làm nhà biết đến. Em xin chân thành cảm ơn. Đó, như các bạn nhìn thấy, cái mẫu mà nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian là có mặt tiền. Nguyên nhà không là 18 mét và cộng với cái không gian bếp liền khối 4 mét nữa là đi 22 mét. Đó, như các bạn nhìn thấy công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và đây, em mời các bạn cùng em vào tham quan một chút trong ngôi nhà này. Như các bác, như bác chủ nhà chia sẻ là mẫu nhà này ai đến bảo to quá. Nhưng thực ra nó không to đâu ạ. Nó bình thường hơn 100 mét vuông thôi, chưa đầy 200 mét vuông sử dụng. Đó. Đây là hai cột chính và hai cột giả hai bên. Trụ cột vuông 50. Đó, sảnh. Sảnh hiên 2 mét. Và thiết kế ở trong là chúng ta thiết kế hậu cung. Đó. Đây là cái không gian của cái phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đó, chúng ta xây hai tầng mái cao lên 5 mét rưỡi thì chúng ta mới đổ trần. Nhiều bạn hỏi em là thế tầng 2 có tầng 2 không, nhưng mà không ạ. Đây đó chỉ là hai tầng mái thôi ạ. Và về bên tay phải của nhà là được thiết kế hai phòng ngủ, và bác chủ nhà đã sửa đổi chỗ này một chút. Chỗ này thẳng trước nó là cái lối hành lang lưu thông của nhà, nhưng mà bác đã thay đổi thành hai cái phòng vệ sinh khép kín cho hai phòng. Đó, và đây là một cái phòng ngủ đều được mở những cái cửa thoáng lấy gió. Đó, và căn nhà rất mát ạ, và một thiết kế một vệ sinh khép kín. Cái phòng ngủ trước cái buồng lồi của chúng ta cũng vậy. Đó, chúng ta được thiết kế một cái phòng ngủ ở đây và một nhà V cấp C khép kín ở đây, và được mở tất cả những cái cửa sổ to đón gió đón chiêu phía đằng trước. Đó, và đây chiêu ra đằng nhìn ra đằng trước hiên của ngôi nhà. Và cái lùi hậu cung này thì bác cũng mong muốn của bác là bác đẩy sâu thêm một tí, nhưng thiết kế của trên bản thiết kế chỉ có khoảng 1m6, 1m7, 1m6 thôi ạ. Bác đã đẩy sâu thêm. Đó. Và mời các bạn cùng em tham quan tiếp không gian bên này. Và đây, không gian bên này chúng ta có một phòng ngủ nữa. Đó, phòng ngủ số 3. Và phòng ngủ thứ tư ở đây. Những phòng ngủ này của chúng ta đều được từ 14 đến 16 mét vuông, và được mở một cái cửa để kết nối sang cái không gian phòng bếp, phòng ăn. Và ở đây chúng ta có thể mở cửa kính trượt. Đó, kính trượt khi lúc nào chúng ta kết nối sang cái không gian bên này thì chúng ta có thể mở ra, hoặc lúc nào chúng ta nấu ăn tránh mùi sang thì chúng ta sẽ kéo cái kính vào. Và đây là cái không gian phòng bếp của chúng ta. Không gian phòng bếp của chúng ta có chiều rộng là 4 và chiều sâu là 8. Đó, không gian bếp này của chúng ta là có 32 mét vuông, và có một cái sảnh phụ ở đây ạ. Sảnh phụ ở đây cộng với cái cổng kia thì chúng ta khi chúng ta đi chợ về thì chúng ta sẽ đi xe vào góc này. Đó, và để xe và đi vào cái không gian phòng bếp, phòng ăn. Đó. Và về trong sau này thì chúng ta vẫn còn một nhà vệ sinh chung cho toàn bộ dãy nhà nữa, toàn bộ ngôi nhà của chúng ta. Và đây là cái mẫu nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian tại Vụ Bản, Nam Định. Mẫu này thì được thiết kế vào đầu năm nay,
Và hôm nay em trên đường đi review và đi thiết kế nhà mới thì em xin chia sẻ để quý vị khán giả và các bạn tham khảo thêm. Một lần nữa em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Các bạn thấy hay hữu ích, hãy cho em xin một nút like. Và bạn nào có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp, xin hãy gọi em Thủy ạ. Em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Và trong cái clip này em xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn các bạn ở một cái chia sẻ lần sau ạ. Xin chào các bạn.